Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vốn là một cựu công an, là người nắm được luật pháp, thế nhưng không chỉ là một kẻ lừa đảo siêu hạng mà còn là một tên sát nhân man dợ khi hắn ra tay liên tiếp nhiều người. Hắn được biết đến là sát thủ Bình Dương, là một tên tội phạm hung hãn nhất từ trước đến nay. Tội ác của hắn man dợ đến mức nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cuộc đời Trần Nguyễn Xuân Phương rẽ sang một con đường tối tăm với hành trình tội ác được khơi nguồn từ tháng 9 năm 1999 khi Phương ăn trộm một chiếc xe máy tại nơi mình làm việc nhưng bị phát giác. Tòa Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một tuyên phạt Trần Nguyễn Xuân Phương 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trần Nguyễn Xuân Phương vốn là cựu cán bộ chiến sĩ công an. Sau khi tốt nghiệp trung học an ninh vào năm 1998, Phương nhận nhiệm vụ tại công an tỉnh Bình Dương. Khi tương lai sự nghiệp đang có nhiều hứa hẹn, Phương đã nghiện cờ bạc nặng, nhất là cá độ đá banh. Để thỏa mãn máu đỏ đen, người này bắt đầu trượt dài trên con đường tội lỗi. Trong thời kỳ bị giam giữ, Phương có quen với Lê Thị Tuyết, 26 tuổi, ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, người bị điều tra vì liên quan đến mại dâm. Sau khi ra tù, Phương vẫn yêu Tuyết, dù biết người đàn bà đã từng có chồng con này thuộc dạng có số má ngoài xã hội với thú thích cờ bạc ăn chơi. Biết chuyện, cha mẹ Phương kịch liệt ngăn cấm mối lương duyên ngang trái này, nhưng bất thành. Thấy cha khăng khăng không cho mình cưới hỏi Tuyết, Phương liền lấy trộm sổ hộ khẩu của gia đình để mang ra phường làm đăng ký kết hôn với Tuyết. Sau chuyện bị bại lộ, cha mẹ Phương tiếp tục phản đối để hôn sự không thể diễn ra. Không thuyết phục được cha mẹ, Phương đã dọn ra ngoài thuê nhà chung sống với Tuyết. Năm 2002 và 2005, Tuyết lần lượt sinh cho Phương hai người con, một gái một trai. Dù đã vượt qua nhiều gian truân để đến được với nhau, nhưng cuộc sống gia đình Phương Tuyết sau đó lại không hề phẳng lặng. Hàng ngày cặp đôi này lấy cờ bạc làm nghề kiếm tiền, mở quán cà phê đèn mờ để kiếm sống. Hết tiền, ông chẳng bà chuộc này liên tục mâu thuẫn, xích mích đến mức có lần Phương đã bị Tuyết lấy chai thủy tinh vỡ, đâm chảy máu tay. Rồi đến những lần Tuyết bị bắt về hành vi cờ bạc và môi giới mại dâm. Cuộc sống giữa Phương và Tuyết cứ rùng rằng cho đến khi đường ai nấy đi. Con lớn về ở với ông bà nội, con nhỏ sống cũng với mẹ. Thế nhưng sau này khi Phương bị bắt, Tuyết đã nhân cơ hội giao luôn đứa con cho cha mẹ Phương nuôi dưỡng để được tự do. Vậy Trần Nguyễn Xuân Phương đã gây nên tội ác gì để phải trả giá bằng cả tính mạng của bản thân cho công lý? Phương đã gây ra hàng loạt vụ án nhưng tội ác của hắn chỉ bị phát hiện khi một người dân đi làm dẫy phát hiện một xác chết trong lùm cây thuộc khu vực ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân bị sát hại được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một. Người nhà nạn nhân cho biết sáng mùng 10 tháng 12 năm 2009, chị Thủy đưa con đi học, sau đó không về nhà nấu cơm trưa, gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Dù manh mối phá án rất mờ, nhưng với quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng và nghiệp vụ sắc bén của mình, chỉ một tuần sau, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã xác định và bắt giữ được hung thủ là Trần Nguyễn Xuân Phương. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, trong những lần ghi số đề, Phương quen biết với chị Thủy là chủ ghi số đề và nợ chị Thủy 10 triệu đồng. Liên tục bị chủ nợ hối thúc, lại biết người phụ nữ này thường xuyên mang nhiều tiền và vàng trong người, nên Phương nghiên cứu và lên một kế hoạch hoàn hảo để giết người xù nợ. Ngày 9 tháng 12 năm 2009, Phương rủ em vợ là Phùng Minh Cường, 18 tuổi, ở xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đi gây án. Cường đồng ý. Sáng hôm sau, Phương mua 2 mét dây dù tròn, cuộn băng keo bản rộng 10cm và mang cây roi điện, rồi cùng với Cường đi thuê chiếc xe ô tô tự lái. Sau đó Phương gọi điện hẹn chị Thủy đứng chờ ở ngã 6, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một để Phương chở đi lấy tiền trả nợ. Đón chị Thủy xong, Phương lái xe chở Cường và chị Thủy tới một đoạn đường vắng thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì dừng xe. Lúc này khoảng 10 giờ, lợi dụng chị Thủy nghe điện thoại ở ghế phụ cạnh ghế lái, Phương dùng roi điện chích vào đầu và cổ nạn nhân. Tiếp đó, Phương dùng dây dù siết cổ chị Thủy đến khi nạn nhân chết hẳn. Lục tìm tài sản của nạn nhân, Phương và Cường lấy được 2 điện thoại di động, 4,8 triệu đồng cùng nhiều nữ trang. Sau đó Phương lái xe tới khu công nghiệp Rạch Bắp ở xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương để giấu xác nạn nhân vào rừng trồi và trở về Thủ Dầu Một để trả xe và đi bán tài sản cướp được để chia nhau. Từ vụ án giết người quỵt nợ, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện Trần Nguyễn Xuân Phương còn là thủ phạm của những vụ án giết người đã từng xảy ra trước đây. Trước khi giết chị Thủy, Phương từng có thời gian làm tài xế cho một hãng taxi.
Sáng 22 tháng 10 năm 2008, Phương đi xe máy tới trụ sở của công ty ở xã Tân Định, huyện Bến Cát, Bình Dương để nhận xe chạy trong ngày. Sau đó, hắn điều khiển xe tới quán cà phê 234 ở khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, gặp Nguyễn Thế Lâm, 23 tuổi, ở ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, cũng là tài xế taxi cùng hãng, nên vào ngồi uống cà phê cùng. Trong lúc này, Phương nảy sinh ý định đi cướp tài sản và hắn gợi ý với Lâm rằng mình biết nhà ông Phạm Ngọc Thuận ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một có nhiều tài sản nên rủ Lâm đến đây để cướp. Sau khi Lâm đồng ý và thống nhất kế hoạch, Phương để xe taxi tại quán cà phê rồi mượn xe máy của một đồng nghiệp khác cùng Lâm ra chợ mua cây xà beng, sợi dây dù, hai đôi bao tay vải len làm công cụ gây án, rồi tới ngã tư trước nhà ông Thuận để quan sát. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Phương đứng trước cửa nhà ông Thuận và gọi: "Chú Thuận ơi!" Mẹ vợ ông Thuận từ trong nhà đi ra hỏi Phương tìm ai. Phương nói Thuận có hẹn và dặn đến nhà chờ. Lọt vào được nhà ông Thuận, Phương và Lâm vừa ngồi nói chuyện với mẹ vợ ông Thuận để chờ cơ hội gây án, thì bỗng dưng trong nhà có mùi khét bốc lên từ dưới bếp. Sau khi mẹ ông Thuận xuống bếp xem sao thì Phương ra hiệu cho Lâm ra xe mang bao tải vào. Khi mẹ ông Thuận từ bếp đi lên, Phương nhào đến bóp cổ vật xuống nền nhà. Nạn nhân cố gắng vùng vẫy thì bị hai tên cướp dùng dây dù siết mạnh vào cổ, dùng xà beng đánh vào đầu đến chết. Trong vụ án này, chúng cướp được 6,6 triệu đồng và hai máy ảnh kỹ thuật số, sau đó đem cầm đồ được hơn 2 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra chưa tìm ra dấu vết của hung thủ. Khoảng tháng 4 năm 2009, Phương biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai, 50 tuổi, ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, vừa bán đất có nhiều tiền nên hắn nảy sinh ý định sát hại bà để cướp tài sản. Biết bà Mai đang ở nhà một mình nên hắn rủ một người quen là Lê Thành Long, nhân viên một quán cà phê, đi giết bà Mai để cướp tài sản. 11 giờ cùng ngày, Phương đi xe máy chở Long đến nhà bà Mai thì thấy bà đang nấu bếp. Đi vào nhà, Phương giả vờ nhờ bà Mai đổi 2 triệu đồng tiền chẵn sang tiền lẻ. Không chút nghi ngờ, bà Mai liền mở két sắt đếm tiền, thì Phương lẻn ra đống phế liệu trước cửa nhà lấy một đoạn gậy sắt rồi quay vào, nép phía sau lưng bà Mai đánh 2 nhát vào gáy nạn nhân. Thấy bà Mai gục ngã, chảy máu nhiều, Phương liền nhanh chóng nhặt nhạnh hết số tiền trong két. Trước khi tẩu thoát, Long tiếp tục nhặt lấy đoạn gậy sắt đánh nạn nhân đến chết. Rời hiện trường, hai tên cướp mang theo chiến lợi phẩm là 15,6 triệu đồng, 8 nhẫn vàng và dây chuyền vàng. Ngày hôm sau, Phương bàn với Long quay lại nhà bà Mai mang xác nạn nhân đi giấu ở chỗ khác. Để phục vụ cho kế hoạch thủ tiêu, Long đi mua 2 bao tải lớn, một tấm trải nệm và cuộn băng keo. Sau đó, chúng lấy băng keo quấn tay chân nạn nhân, co sát vào thân, rồi cho vào 2 bao tải. Để xóa dấu vết, Phương đã tháo tấm nệm cũ dính máu ra để thay nệm mới vào. Cuối cùng, chúng dùng xe máy chở xác nạn nhân đi vứt tại một lùm cây ở bãi đất hoang thuộc khu 9 phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Không chỉ giết người để cướp tài sản, Phương còn là một tên lừa đảo có hạng. Tháng 11 năm 2009, hắn lập mưu để mang chiếc xe ô tô Toyota Camry của bác ruột là ông Nguyễn Văn Đức, 74 tuổi, ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, đi cầm cố để lấy tiền tiêu. Phương đến nhà ông Đức vờ nói rằng muốn thuê xe ô tô cho một người Singapore với giá 10 triệu đồng một tháng. Ông Đức đồng ý và giao xe cùng với giấy tờ cho Phương. Sau đó, Phương đem xe tới một tiệm cầm đồ ở khu 5, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, cắm với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do chủ tiệm yêu cầu phải có chữ ký của chủ xe, nên Phương quay lại đưa biên nhận cầm đồ cho ông Đức, nói là hợp đồng cho thuê xe, nhờ ông ký vào. Do ông Đức mắt kém nên đã không phát hiện ra điều này. Sau khi có được 70 triệu đồng, Phương trích ra 10 triệu đưa cho ông Đức. Nó là tiền thuê xe tháng đầu, còn lại Phương tiêu hết. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương còn làm rõ ngày 31 tháng 10 năm 2007, Phương đã đột nhập vào nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Sáu ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một để lấy trộm tài sản. Thời gian này do Phương làm lái xe công trình cây xăng nên ăn trộm được một số thuốc trừ sâu. Phương đã mua đầu cá lóc rồi sau đó trộn thuốc trừ sâu cho chó nhà bà Sáu ăn. Sau đó Phương dùng xà beng cậy cửa nhà phá 2 tủ gỗ, lấy được 6 triệu đồng cùng nhiều nữ trang rồi leo cổng ra về. Trả giá cho tội ác của mình, tháng 8 năm 2011, Trần Nguyễn Xuân Phương và đồng bọn đã phải đứng trước vành móng ngựa với cáo buộc về hàng loạt tội danh. Trong đó, Phương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án tử hình. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.